Hôm rồi Suka lỡ ăn đồ nóng bị nổ mụn nên sẵn lôi hai em chị mụn này ra tích thử thì thấy hiệu quả bất ngờ, mụn thâm giảm rõ rệt luôn. Thế nên hôm nay Suka giới thiệu cho chị em cùng tham khảo nè. Theo Suka thấy thì đây là cặp đôi hoàn hảo của nhà La Roche-Posay luôn á. Chị em sẽ luôn cả cặp để đạt hiệu quả tối ưu nha. Đầu tiên sau khi xài serum mặt với toner xong thì Suka xài em serum này nha. Để Suka nói rõ hơn một chút, nếu bạn nào da dầu mụn nhiều và khỏe thì các bạn có thể xài trọn bộ trị mụn của nhà La Roche bao gồm cả serum mặt và toner như này luôn nè. Còn da Suka hơi khô nhẹ nên Suka xài kết hợp serum mặt trị mụn của nhà Vichy này với toner Labolabo lành tính dịu nhẹ này nha. Ở trong một clip trước Suka có từng nói rồi á, xài trọn bộ của La Roche da sẽ hơi bị khô nên Suka thường cắt lấy khoảng 2 sản phẩm của La Roche thôi rồi phối mix với các sản phẩm khác. Giờ Suka tiếp tục bước skincare với em serum La Roche cho chị em xem nha. Đây, chất của nó dạng gel trong hơi sánh đặc thế này nè, được cái là em này lên da thấm rất nhanh chứ không bị nhờn rít nha. Suka thấy chỉ cần nhỏ 1-2 giọt tí xíu là đủ xóa hết vùng má rồi, xài được khá lâu luôn á. Những bạn mà lần đầu tiên xài em serum này sẽ cảm thấy hơi rần rần một tí xíu, chị em biết sao không? Tại em này có chứa 3 loại acid gồm A, B, A và cả LHA nữa nên cảm giác ban đầu thì không có gì lạ lắm đâu. Chị em đừng hoảng nha, xài đến khoảng lần thứ tư, lần thứ năm thì da sẽ quen và sẽ hết cái cảm giác này thôi. Cảm giác này Suka thấy nó biểu hiện rõ ở toner và serum á, còn serum mặt với kem dưỡng thì Suka thấy bình thường à. Em này trong thành phần còn có chứa niacinamide nữa nên công dụng trị mụn trị thâm rất là hiệu quả luôn á mọi người. Tiếp theo là bạn kem dưỡng đùa cộng này nha. Cũng có nhiều lúc Suka nói về em này rồi nè, mà bình thường Suka thường xài tách lẻ chứ chưa có xài chung hai em này với nhau bao giờ. So sánh với lần trải nghiệm chung bộ đôi này thì Suka thấy nó hiệu quả cao hơn hẳn nha. Mấy nốt mụn sưng viêm sau một đêm ngủ dậy là thấy xẹp hoặc khô cồ luôn à. Kiểu như hãng thiết kế serum và kem dưỡng dòng Effortlore này với các thành phần hỗ trợ cho nhau á mọi người nên là hiệu quả cực. Vậy nên nếu chị em muốn trị mụn thì xài thử bộ hai em này nha. Bạn nào sợ khô da thì có thể xài mix như Suka chọn một em serum mặt dịu nhẹ lành tính và có độ cấp ẩm cho da. Toner Labo Suka đang xài cũng có thể dùng cho da mụn được luôn nè. Còn bạn nào da dầu thì như Suka nói lúc nãy khuyến khích các bạn xài chọn bộ dòng Effortlore này của La Roche để phát huy tối đa công dụng của nó nha. Sau khi test xong tầm độ 3 đến 4 ngày thì Suka thấy khá là ưng á. Mụn khô xẹp xong vết thâm cũng giảm bớt hẳn luôn. Chị em có thể tham khảo thử nè. Nếu còn muốn Suka review thêm gì nữa thì cho Suka biết ha.